Rồi. Chúng ta bắt đầu nhé. Tức là cái lớp này là cái lớp mà có cái tên là thiết kế phần mềm giáo dục. Đấy, trên Scratch. Thì đây là một cái lớp học theo tôi là lớp học mà khó đấy, nói chung là nâng cao với tất cả chúng ta. Thì lớp này là lớp mà nó khó, mà nó các bạn biết làm phần mềm nó không dễ, cho nên là không thể nào mà không thể nào các bạn chỉ lên lớp và nghe tôi giảng mà các bạn làm ở đâu, mà chúng ta cùng làm việc với nhau. Tại trong quá trình làm tôi chỉ đưa ra các ý tưởng, rồi tôi có thể demo một vài cái lệnh, một vài cái chương trình ngắn. Còn trong quá trình thì chúng ta phải tương tác với nhau. Tôi đưa các bạn các cái bài tập, các cái đề bài, các cái chủ đề và các bạn cùng thiết kế, cùng trao đổi với nhau. Đấy, cái ý tưởng là như vậy nhé, chứ không phải chỉ là một cái không phải chỉ là một cái chỉ là một chiều, mà đây là cả đây là hai chiều. Thì cái cuốn sách mà tôi sẽ viết các bạn tham khảo là cuốn này nhé. Đây là cuốn sách đây này. Đây là cuốn sách mà tôi sẽ, nó rất là mỏng thôi. Thì các bạn cũng nên có và nên đấy. Thì hiện nay là tất cả những cái dữ liệu mà tôi đưa các bạn xem đều lấy từ cuốn này ra. Thì trong cuốn sách này là nó có khoảng hơn 20 cái phần mềm ở mức độ là từ đơn giản đến phức tạp. Và hầu hết tôi sẽ đưa ra các bài tập hay là những cái đề tài mà sẽ lấy, hầu hết là lấy dữ liệu từ cái cuốn sách này. Thì các bạn còn tham khảo thêm cuốn sách này nhé. Đó, thì đây thì cái việc làm phần mềm là nó không dễ, cho nên là tôi sẽ đưa dần dần từng bước một, chúng ta mỗi hôm chúng ta làm một phần nhỏ và cứ như vậy chúng ta sẽ tiếp cận được cái làm phần mềm đấy. Thì hôm nay là buổi đầu tiên, thì trước khi đi vào cái phần cụ thể hơn, tôi sẽ, xin phép tôi sẽ trình bày trước một vài cái ý tưởng chính, tức là cái yêu cầu của là phần mềm giáo dục đối với Scratch nó là cái gì đấy nhé. Như vậy thì là phần mềm chúng ta cần cái gì để làm phần mềm nhé, để làm phần mềm. Phần mềm giáo dục, hay là chúng ta có thể dùng là từ trò chơi được nhé, trò chơi giáo dục đi. Thì chúng ta cần cái gì đấy. Chúng ta cần những cái gì đấy, thì chúng ta cùng nhau trước khi đi vào cái cụ thể tôi nghe rồi thì cái đầu tiên mà chúng ta cần là cái gì. Cái đầu tiên chúng ta cần những cái ý tưởng, rồi là kịch bản tốt đấy. Chúng ta cần cái kịch bản cho chương trình, cho phần mềm. Cái này là cái rất quan trọng luôn nhé. Thì cái bản nó có thể rất là cụ thể cho từng một cái chương trình, rất ngắn gọn, rất là ngắn, nhưng có thể cái bản làm một cái chương trình, làm một cái bản lớn cùng có nhiều lớp, nhiều lang và nhiều cái yêu cầu cụ thể. Thì cái kịch bản này là nó dựa vào đâu? Thì cái bản này nó dựa vào đâu? Để nó dựa vào khi nó nói kịch bản ấy, thì nó dựa vào rất nhiều thứ. Nó dựa vào cái kiến thức mà chúng ta muốn, dựa vào kiến thức mà chúng ta muốn đưa vào, lồng vào cái phần mềm. Rồi chúng ta dựa vào cái gì? Dựa vào những cái dựa vào các cái tài nguyên mà chúng ta đang có, mà chúng ta có. Cái tài nguyên, tôi sẽ sau cái tài nguyên này là rất quan trọng nhé. Kịch bản là phải dựa trên những cái tài nguyên cụ thể. Tài nguyên là cái gì? Tài nguyên nó là những cái âm thanh, hình ảnh, những kiến thức xung quanh cái vấn đề mà chúng ta muốn tạo ra phần mềm. Thì dựa trên những tài nguyên đó thì người đạo diễn ấy hay người thiết kế mình nghĩ ra các kịch bản khác nhau dựa trên cùng một cái tài nguyên đó. Đấy, nó rất quan trọng. Và tất nhiên là cái bản này là chúng ta cần phải có cái đòi hỏi cái sự sáng tạo rất là nhiều, cái sự sáng tạo rồi là cái ý tưởng hay và hay một cái điều nữa là cái bản này nó phải là phù hợp
phù hợp và khả thi để chúng ta khả thi để có thể viết chương trình. Chứ không thể chúng ta viết kịch bản vu vơ mà rất là khó được không thì không làm được này, phù hợp cụ thể với cái bài toán của chúng ta để viết chương trình. Đây là tất cả những cái liên quan đến về cái yêu cầu đầu tiên của những người làm được phần mềm ấy là phải có cái kịch bản. Các bạn chú ý nhé. Hiện nay là về chúng ta chưa quen, nên hầu hết tôi biết rất là nhiều các chương trình của các bạn là bạn trẻ làm ấy, thì rất nhiều bạn là không nghĩ ra được kịch bản mới, cũng chỉ dựa trên cái khác đã có thôi, không nghĩ ra được nhiều kịch bản hay, không nghĩ ra được nhiều ý tưởng hay, cho nên tất cả nó đều cảm giác là cứ nên tôi tham gia rất nhiều cái cuộc gọi là cuộc giám khảo cho những cuộc thi về phần mềm ấy, thì đề tài của nó rất là hạn hẹp, vẫn cái đề tài cũ, vẫn những cái kịch bản cũ, rất ít bạn nghĩ ra những cái mới, rất là khó đấy. Như vậy cái đầu tiên là kịch bản nhé. Như vậy kịch bản là một trong những yếu tố rất quan trọng hàng đầu cần phải có cho một cái phần mềm hay. Cái ý thứ hai, yêu cầu thứ hai mà tôi nói chính là cái gọi là cái tài nguyên. Đấy. Chúng ta cần tạo ra các cái tài nguyên cần thiết, các cái tài nguyên cho chương trình, cho phần mềm. Cái tài nguyên này là rất quan trọng nhá, rất quan trọng, lại vô cùng quan trọng. Cái tài nguyên là tất cả những cái gì, tài nguyên là cái gì nè, là tất cả những thứ như là, đây tôi muốn mô tả ví dụ tất cả cái đây là tài nguyên này, những cái như là hình ảnh này, hay là âm thanh, hình ảnh hay là âm thanh, hay là dữ liệu này, có nghĩa là dữ liệu text. Ví dụ chúng ta làm một cái phần mềm mà liên quan đến học tiếng Anh chẳng hạn, thì chúng ta phải có cái âm thanh mà của từng cái chữ cái tiếng Anh. Chúng ta cần phải có những cái từ, các cái từ tiếng Anh để mô tả gì đó. Ví dụ chúng ta mô tả các cái từ em bé chẳng hạn, hay từ cái quạt, hay là tàu hỏa, cái bàn, cái ghế, thì có cái tiếng Anh đó kèm theo. Thì tất cả các từ tiếng Anh bằng tiếng Việt đó nó gọi là dữ liệu text của cái nó nằm trong cái gọi là cái tài nguyên đó, được chưa? Thì ảnh âm thanh này là cái mà chúng ta, hình ảnh này chúng ta không thể, như chúng ta phải vẽ lấy đấy, không phải là lấy sẵn trên mạng đâu mà phải vẽ lấy. Thì cái này là đòi hỏi chúng ta phải có cái khả năng vẽ, cái khả năng vẽ của chúng ta là phải rất là sáng tạo, cho nên để làm được bộ tài nguyên là rất khó các bạn ạ. Về âm thanh có thể là giọng nói, có thể là một cái bài hát, có thể là một đoạn nhạc, nhưng mà âm thanh không phải chúng ta bây giờ cũng có sẵn, mà chúng ta phải tự thu âm lấy. Đấy. Thì như vậy chúng ta phải có khả năng nói, phải có khả năng phát âm hay. Ví dụ chúng ta cần có một cái bộ dữ liệu là mô tả cho trẻ con chẳng hạn, đọc các cái tập đọc các cái âm vần của tiếng Việt chẳng hạn, thì có phải có người thu âm, chúng ta phải thu âm các cái âm vần của tiếng Việt, âm a, âm ớ, âm oa, âm âu, âm ê chẳng hạn, thì ta phải thu âm 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 thanh đó, thì thu âm nó phải giọng nói nó phải thật tốt, phải rõ ràng, học sinh nó dễ hiểu đó, thì không phải ai cũng phải có khả năng nói như vậy được, các bạn thấy nó không dễ, nó rất là khó đó. Ngoài ra chúng ta phải có thêm những cái bộ, như vậy là chúng ta phải có lấy dữ liệu từ các cái cơ sở dữ liệu văn bản cần cho kiến thức của chúng ta. Ví dụ nhé, đây chúng ta phải sưu tầm, phải trực tiếp là nhập vào thôi. Ví dụ chúng ta làm một chương trình là học về các cái thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt chẳng hạn, thì chúng ta phải sưu tầm một cái bộ danh sách các cái thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt. Nhiều khi chúng ta phải nhập từ cả một cuốn từ điển tiếng Việt vào. Đấy, như vậy nó rất là phức tạp, nó mất rất là công phu. Cái việc này là cái việc là nó rất là công phu. Đấy, rất công phu, và cái bộ dữ liệu này nó phải là chính xác luôn.
Được chưa? Và còn rất nhiều những cái nôm na là cái bộ tài nguyên là những cái là cái rất quan trọng, còn có thể rất nhiều những cái loại khác nữa. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Và rất nhiều những loại khác nữa. Thì tất cả cái bộ tài nguyên này là rất quan trọng. Nôm na là nó rất quan trọng. Tôi lấy ví dụ các bạn xem nhé, ví dụ để chúng ta thấy có một số cái tài nguyên mà vừa rồi tôi cho các bạn copy rồi đấy. Tài nguyên mà tôi để các bạn xem thử nhé, để tôi lấy ví dụ đây. Đây nhé. Ví dụ tôi từng đưa các bạn xem một cái bộ ví dụ tài nguyên là gì, là danh sách các con vật. Đấy. Thì gồm có tên các con vật, tên này, rồi là hình ảnh của con vật. Đấy. Rồi là âm thanh của các con vật nữa. Đấy, thì đây là bộ dữ liệu rất là hay. Thì hiện nay cái bộ dữ liệu này hiện tôi đang có nhé, mà tôi được các bạn vừa rồi các bạn xem ấy, là nó chỉ có hiện nay bộ dữ liệu này đang có là 26 hình ảnh ứng 26 con vật thôi, vẫn là ít. Cái này các bạn có thể về nhà các bạn sưu tầm thêm tăng lên, không phải là 26 mà là 30, 40, 50. Cái bộ dữ liệu này mà càng nhiều ấy thì cái phần mềm chúng ta nó càng trở nên hay, nó càng trở nên là có ý nghĩa. Đấy, lấy ví dụ như vậy nhé. Hay là một cái ví dụ khác này, hiện nay tôi đã có rồi, tôi đưa cho các bạn copy rồi, là cái bộ dữ liệu, cái bộ chữ cái tiếng Anh, bộ chữ cái tiếng Anh cộng với phát âm của tiếng Anh đó. Cái bộ này là bộ mà đã có rồi, mà đưa các bạn xem rồi, và chúng ta sẽ dựa trên cái bộ này, chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế những phần mềm, những cái chương trình học đơn giản để học bằng chữ cái tiếng Anh, ví dụ như vậy. Hay làm cái bộ đây là cái bộ này, ở đây nằm ở đây nhé. Cái bộ khác mà tôi cho các bạn xem là cái bộ dữ liệu để mô tả cái việc gõ bàn phím, cái bộ dữ liệu hình ảnh bàn phím. Đấy, cái này rất quan trọng. Cái này là cái mà cũng phải vẽ rất nhiều, những cái chúng ta phải vẽ cái hình ảnh cái bàn phím này, vẽ phím A này, vẽ phím B vân vân. Đấy, trên bàn phím. Và dựa trên cái bộ này, chúng ta có thể mô tả các cái chương trình trò chơi, chương trình để cho học sinh luyện gõ bàn phím. Đấy, dùng bàn phím để mà học và chơi rất là hay. Ví dụ như vậy nhé. Thế nhưng mà các bạn thấy là nó có rất nhiều những cái bộ tài nguyên như vậy. Đây là một số cái bộ mà tôi đưa các bạn xem rồi. Ngoài ra các bạn có thể làm thêm nữa. Tôi lấy ví dụ như này nhé. Ví dụ cái bộ tài nguyên khác là cái bộ dữ liệu. Ví dụ là một cái bộ dữ liệu là gì? Cái bộ dữ liệu là sinh 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 tự động các câu hỏi toán, các câu hỏi liên quan đến môn toán. Đấy. Ví dụ sinh cái câu hỏi liên quan đến phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia. Đấy, môn toán. Dựa trên môn phép cộng phép trừ đó, không phải cho chung chung mà cho lớp 1 riêng, cho lớp 2 riêng, lớp 3 riêng, lớp 4 riêng. Trong cùng một lớp chúng ta là chia nhỏ ra, là lớp 1 học kỳ 1 thì lại khác, lớp 1 học kỳ 2 thì lại khác, lớp 3, lớp 2 học kỳ 1 thì lại khác, lớp 2 học kỳ 2 lại khác đi, nó dựa vào cái chương trình cụ thể của chúng ta ở trên lớp. Thì cái bộ này, cái bộ nó rất đa dạng. Từ cái bộ này chúng ta có thể tạo ra rất nhiều chương trình để học môn toán chẳng hạn, rất là hay nhé. Ví dụ như vậy. Hay là cái bộ, lấy một cái bộ, có thể bộ tài nguyên khác, ví dụ như là cái bộ câu hỏi trắc nghiệm chẳng hạn, bộ câu hỏi trắc nghiệm môn học cũng là một cái bộ tài nguyên rất quan trọng. Môn học rất đa dạng, có thể bộ trắc nghiệm môn toán, môn lịch sử, môn văn, môn địa lý, môn hóa, môn sinh. Thì mỗi cái bộ dữ liệu như vậy, trắc nghiệm như vậy, nó có rất nhiều câu hỏi. Ví dụ một cái bộ như vậy nó có khoảng là từ 200 đến 1.000 câu hỏi chẳng hạn. Đấy, thì nó càng nhiều câu hỏi thì nó càng có ý nghĩa. Đấy, thì chúng ta sẽ được học cái đó, chúng ta sẽ học cách chúng ta tạo ra cái bộ trắc nghiệm câu hỏi này, trắc nghiệm là như thế nào và lưu trữ cho bộ tính là như thế nào. Và chúng ta dùng cách là từ cái bộ câu hỏi này, chúng ta sẽ tạo ra các cái chương trình để tự động sinh các cái đề kiểm tra như thế nào. Đấy, thì đó là cái mà chúng ta sẽ được học trong cái lớp của chúng ta nhé. Mà bạn thấy những cái này là cái mà nó không thể một mình
tôi nói được mà chúng ta cùng nhau làm, hai bên cùng làm. Tôi cho các bạn, việc tôi ra các bạn cái đề bài là các bạn hãy tìm một cái bộ câu hỏi trắc nghiệm môn môn lịch sử chẳng hạn, tìm cho tôi là 50 câu, các bạn tìm được không? Phải tìm được cái bộ dữ liệu đó thì cái chương trình nó mới hay. Chứ một cái chương trình mà là gọi là kiểm tra môn lịch sử mà chỉ có trong máy tính chỉ có 5 câu thôi, 10 câu thôi thì nó vô nghĩa hoàn toàn. Được không nào? Một chương trình việc kiểm tra lịch sử trắc nghiệm trong máy tính thì muốn hay thì chúng ta phải có là 200-300 câu thì nó mới hay. Mà muốn mà chúng ta phải tự thêm lấy thôi. Đấy thì đó là các bạn thấy như đây, tôi vừa mô tả một vài cái gọi là cái bộ tài nguyên rất quan trọng. Nhưng mà là cái khi mà chúng ta thiết kế cái phần mềm đấy, giáo dục ấy, thì một là cái bản là quan trọng, hai là cần cái bộ tài nguyên này. Đấy. Trên các bạn cái trên là đối với người làm phần mềm là cái khâu làm cái bộ tài nguyên này là vô cùng quan trọng. Mà muốn làm cái tài nguyên tốt, chúng ta phải trung tâm rất là chúng ta rất là phải khổ công tìm kiếm ảnh, chúng ta phải khả năng vẽ, nếu không có chúng ta phải vẽ ra, tìm kiếm âm thanh, rồi tìm kiếm dữ liệu text. Đấy. Tìm kiếm cơ sở dữ liệu ở trên mạng, chúng ta có thể tìm kiếm và chúng ta lấy ra, nó rất phức tạp. Ví dụ nhé, ví dụ khác, tôi cần một cái bộ tài nguyên là để tìm hiểu các cái sông ngòi núi đồi của Việt Nam, thì các bạn sẽ phải tìm hiểu tất cả các cái tên sông, tên núi ở Việt Nam, và chúng ta sẽ đưa vào bộ dữ liệu, chúng ta kiểm tra học sinh. Cái bộ tên sông đó lại đi với vùng miền, ví dụ là cái tên ở miền Bắc thì có những con sông nào, ở miền Nam, ở miền Trung có con sông nào, ở miền Nam có con sông nào. Và con sông như vậy chúng ta đưa ra những thông tin của nó, những sông này là dài bao nhiêu km. Thì dựa vào đó thì chúng ta phải sinh ra cái bộ câu hỏi. Đấy, thì cái bộ dữ liệu về sông ngòi đó nó gọi là cái bộ tài nguyên. Được chưa nào? Như vậy là một trong những yêu cầu mà tối thiểu để mà tạo ra được phần mềm phải có một cái bộ dữ liệu gốc rất quan trọng. Cái bộ dữ liệu đó nó xác định cái miền hay là cái miền kiến thức mà chúng ta muốn thiết kế phần mềm. Rồi dựa trên cái bộ dữ liệu đó, dựa trên cái đối tượng mà chúng ta muốn tạo ra là phần mềm cho người dùng đấy, thì chúng ta sẽ tạo ra chúng ta sẽ lập trình để sinh ra những câu hỏi để phù hợp với tuổi đó. Ví dụ như là cùng cái bộ dữ liệu về con vật chẳng hạn, thì nếu mà chúng ta làm cái bộ dữ liệu mà cho sinh tiểu học thì nó lại khác, cho sinh mẫu giáo thì nó lại khác, cho sinh cấp 1, cho sinh cấp 2 lại khác, cho sinh cấp 3 lại khác. Thế không nào? Như vậy là nó rất đa dạng. Thì cái người mà thiết kế phần mềm nó phải nắm được những cái này. Như vậy là ít nhất là cần cái gì để làm phần mềm giáo dục, trò chơi dục, chúng ta cần cái gì? Một là cần kịch bản tốt. Cần kịch bản tốt và hay. Sáng tạo, đa dạng và phù hợp với khả năng có thể mà phù hợp với khả năng có thể viết của chương trình. Cái ý thứ hai rất quan trọng, thậm chí quan trọng hơn cả ý thứ một cơ, là cần phải có cái bộ tài nguyên dữ liệu tốt, đó, đầy đủ, thì phần mềm nó mới có ý nghĩa. Thậm chí là kia theo tôi đấy, nhiều cái thì cái bộ tài nguyên còn quan trọng hơn cả kịch bản. Cái bản thì chúng ta có thể làm nhiều, chúng ta nghĩ ra là cái bản không khó lắm, có thể nghĩ ra cái bản là cái bản kia, nhưng mà cái tài nguyên là không kiếm được đó. Cho nên cái khâu mà tìm tài nguyên này là rất quan trọng, không các bạn trên chúng ta là không được coi thường cái tài nguyên này. Vì tài nguyên này nó làm chúng ta, tài nguyên là nó phải hình ảnh, nó phải đẹp, nó phải rõ nét thì nó mới hay, nó phải là chính xác thì nó mới hay. Được chưa nào? Chứ chúng ta sưu tầm hình ảnh là các cái em, ví dụ chúng ta sưu tầm tài nguyên là các cái em, các cái tục ngữ ca dao của Việt Nam chẳng hạn, chúng ta lại sưu tầm sai cái từ này, không phải là tục ngữ, không phải là ca dao, thì như vậy là kiến thức sai không? Mà sai như vậy thì ra thì chúng ta là phần mềm khi sinh các câu hỏi đó thì nó bị sai, thì như vậy lại sai không nào? Cho nên là hỏi phải chính xác hoàn toàn. Hình ảnh cũng vậy, hình ảnh nó phải rõ nét, nó phải là đều, nó phải là đẹp. Ví dụ nhất, chúng ta làm một sách các con vật chẳng hạn, ví dụ để cho thấy là nó rất quan trọng này. Chúng ta làm chương trình có con vật nhé, chúng ta vẽ con vật này thì nó phải
yêu cầu nó phải có kích thước, có cái hình ảnh nó phải bằng nhau. Ví dụ chúng ta vẽ một con vẽ một con chim này bé tí như này, bé tí như này, xong vẽ một con gà này to tướng như thế này, con hổ lại to như này, thì có phải nó xấu xí lúc hiện ra lúc bé lúc to thì vậy là nó không hay. Đấy thì chúng ta phải cân đối cả về mặt cái hình ảnh nữa, nó phải vừa vừa bằng nhau thì hiện lên hình nó mới rõ ràng. Đấy, chứ không thể lúc con này thì bé tí, con này thì lại cao cao quá, con này thì lại gầy quá, nếu mà nhìn vào nó không cân đối thì rất khó mà hiện trên màn hình sao cho nó chính xác được. Đấy, các bạn chú ý nhé. Đó là ý thứ hai. Bị sang ý thứ ba. Ý thứ ba là gì? Ý thứ ba là như thế này, rất quan trọng. Cái điều thứ ba nhé, điều thứ ba mà tôi muốn nói. Điều thứ ba là như thế này. Nhắc lại này. Thứ nhất là kịch bản, thứ hai là tài nguyên, thứ ba là chúng ta cứ cần thì cần các cái cần các cái công cụ lập trình. Cái này. Công cụ và kỹ thuật lập trình. Chúng ta phải nắm được những cái này thì chúng ta phải có đủ kinh nghiệm, công cụ và kỹ thuật lập trình thì chúng ta mới làm được rất nhiều bài toán mà muốn lập trình, nhưng mà chúng ta không đủ kinh nghiệm, không đủ kỹ thuật lập trình thì cũng không làm được. Đó, thì như vậy là cụ lập trình này là cái rất quan trọng nhé. Thì đối với Scratch tôi sẽ nói một vài ý để cần có cái gì. Thì ngoài những các cái lệnh điều khiển, các câu lệnh điều khiển lập trình, thì đã biết rồi, chúng ta đã biết rồi thì phần này nó không có gì, nhưng phải nắm vững. Ý thứ hai của cái phần kỹ thuật này là chúng ta phải nắm vững tất cả những lệnh liên quan đến cảm biến ở trong Scratch. Thì phần cảm biến này là rất quan trọng. Các lệnh cảm biến chúng ta phải nắm vững tất cả các lệnh để chúng có thể dùng nó ở bất cứ nơi nào, dùng nó ở mọi nơi mọi chỗ, rất quan trọng. Ý thứ ba là chúng ta cần sử dụng, muốn lập trình cho nó ngắn gọn rõ ràng, chúng ta phải biết lập trình gọi là dùng trình có cấu trúc, ta biết cách dùng hàm, biết dùng thủ tục. Thì ở trong cái Scratch có hẳn một chức năng là chức năng nó gọi là my block, là chức năng là dùng là tạo thủ tục, chúng ta phải dùng thành thạo thủ tục, dùng thủ tục thành thạo. Đấy, nhé. Thủ tục ở trong Scratch là rất quan trọng, phải nắm vững được cái công cụ thủ tục này. Là ở trong trình bậc cao, trong Pascal và C hay ta nói là dùng hàm. Thì trong Scratch tôi không có khái niệm hàm như bình thường, nó khái niệm thủ tục thôi nhé. Ở trong cái nhóm lệnh là my block đấy nhé. Thì nhóm này là nhóm là chúng ta có thể tạo ra được những cái hàm riêng của chúng ta để hỗ trợ để chúng ta lập trình cho nó ngắn gọn lại. Và ý thứ tư nữa rất quan trọng là ở trong Scratch có một cái công cụ rất quan trọng luôn, hay là kỹ thuật lập trình rất quan trọng, đó là kỹ thuật lập trình với cái niệm nó gọi là clone hay là phân thân. Đấy, clone tiếng Việt là phân thân. Thì đây là một trong kỹ thuật lập trình cao nhất của Scratch và rất là hay, phân thân nhé. Thì cái này cũng rất là nhiều ở trong tất cả các cái chương trình. Vậy đây là một này, hai này, ba, bốn cái điều này là chúng ta phải nắm vững. Chúng ta phải đủ công cụ và kỹ thuật lập trình thành thạo Scratch thì chúng ta mới có thể lập trình được theo đúng cái ý mà chúng ta muốn. Thì như vậy tôi tóm lại nhé. Tóm lại là chúng ta muốn mà có được cái muốn có là một cái làn phần mềm trong giáo dục ấy, trong Scratch ấy, chúng ta phải nắm vững và nhớ được ba điều. Một, thứ nhất là kịch bản phải có kịch bản tốt, kịch bản hay, kịch bản là đủ hay và khả thi và hấp dẫn. Đấy, phần này là phần mà đòi hỏi tính sáng tạo của chúng ta, đòi hỏi tính sáng tạo là cái phần kịch bản này thì chúng ta nó đòi hỏi cái sự sáng tạo. Đấy, thì rất nhiều người chúng ta là không ngại sáng tạo, lười suy nghĩ, nhưng mà chúng ta không nghĩ ra cái gì mới được. Phần lớn theo tôi quan sát ấy, phần lớn chúng ta là cái kịch bản chúng ta là không thật hay lắm và hơi bị nghèo nàn. Đấy, cái phần kịch bản này là cần sự sáng tạo. Cái ý thứ hai là cần tạo ra các tài nguyên tốt, thì phần này là phần rất cần cái sự cần cù. Phần này này, phần rất cần là cần cù chịu khó làm việc nhé, chịu khó. Đấy.
phải chăm chỉ nữa, cái này cần phải chúng ta mà làm chương trình phần mềm mà không có tài nguyên, hay chúng ta ngại gõ, chúng ta ngại vẽ, làm chương trình để học con vật mà chỉ có 5-10 con thôi thì nó vô nghĩa. Làm chương trình dùng để tra cứu từ điển tiếng Anh mà chỉ có là 20 từ thôi thì là đúng là vô nghĩa. Đúng là nó phải có rất là nhiều, dữ liệu nó phải đầy đủ, nó phải nhiều. Thì cái đề chúng ta phải cần cù, chịu khó và chăm chỉ. Đấy. Mà tất nhiên là khi cần cù, chịu khó là phải chúng ta phải làm thật là chính xác. Nhé. Làm cẩn thận, hỏi thêm chức năng là cẩn thận. Vì dữ liệu là không được sai. Dữ liệu chúng ta không được sai. Chúng ta có một cái bộ dữ liệu về các từ tiếng Anh. Cần nhập vào là 500 từ tiếng Anh chẳng hạn thì không được sai một chữ nào cả. Cái chữ baby mà lại thành chữ baby là sai rồi. Đó, ví dụ như vậy nhé, là phải chính xác. Đấy. Và cái ý cuối cùng là về công cụ lập trình. Thì cái ý này là cái gì? Ý này chúng ta phải làm gì? Chúng ta chẳng không cách nào khác là chúng ta phải luyện tập nhiều thôi. Luyện tập nhiều, rèn luyện. Luyện tập thật nhiều. Luyện tập. Đấy. Thì nó mới có kỹ năng, để hình thành kỹ năng. Kỹ năng lập trình đấy. Đấy. Như vậy tôi vừa mới nói sơ sơ cho các bạn xem là tất cả những cái gì mà tôi muốn nói với các bạn liên quan đến cái việc và thiết kế phần mềm nhé. Một cái ý nữa muốn nói là để làm phần mềm thì chúng ta không cần thiết là không đốt cháy giai đoạn, chúng ta không nên là nghĩ ngay cái khó. Đấy, khó không làm được, chúng ta nên làm từ cái nhỏ đến cái lớn, từ cái phần mềm bé nhất xong cứ phát triển dần lên. Chúng ta làm là nguyên tắc là làm từ bé đến lớn nhé, từ nhỏ đến lớn. Chúng ta không đấy, to này chúng ta nhìn thấy rõ nhé, đấy, từ nhỏ đến lớn nhé. Đấy. Rồi, thế bây giờ hôm nay buổi đầu tiên thì tôi sẽ cùng các bạn là chúng ta tìm hiểu một cái thứ thôi, một thứ nhé. Đây, bây giờ vừa rồi tôi cho các bạn là bây chúng ta hôm nay chúng ta làm quen với một cái bộ dữ liệu cụ thể. Sau chúng ta cái bộ này là bộ tương đối đủ rồi, nhưng chúng ta về nhà chúng ta sẽ làm thêm. Và hôm nay đầu tiên tôi sẽ cùng các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế một cái phần mềm đơn giản nhất, một hai phần mềm đơn nhất cho cái việc này nhé. Bây giờ các bạn cùng tôi làm, nhưng mà ở đây hôm trước tôi cho các bạn, hôm trước bây giờ chúng ta cùng nhau đưa vào đây cái bộ dữ liệu. Đây, ở đây nó có cái đây là cái lệnh mà tạo ra cái nhân vật nhé. Thì đây là tìm kiếm nhân vật này, ở đây là chúng ta tạo lấy, vẽ lấy này. Còn đây là cái lệnh mà chúng ta phải lấy một cái dữ liệu, lấy cái nhân vật từ máy tính ra. Đấy, thì hôm nay tôi đã trong máy tính tôi đã có cái bộ này rồi. Cái bộ Animal đây là cái bộ mà tôi đã tạo sẵn ra. Cái bộ này chính là cái bộ dữ liệu, bộ tài nguyên mà được thiết kế trong cái cuốn sách mà tôi đưa vào xem đấy. Thì cái bộ này này là cái bộ mà dựa trên bộ đó thì tôi đã thiết kế cho các bạn là bốn phần mềm ở trong cuốn sách đó, bộ phần ở cuối cùng đó. Các bạn về nhà cho các bạn xem nhé, và chúng ta cùng tìm hiểu. Hôm nay tôi sẽ dựa trên là chúng tôi cùng các bạn chúng ta làm một vài cái phần mềm đơn giản khác với sách đó. Đến hôm sau nữa tôi cũng thể chúng ta cùng nhau làm theo đúng cái cuốn sách đó. Để chúng ta mở ra nhé. Đó, thì chúng ta thấy là đây là cái nhân vật này chúng ta xóa đấy nhé. Đây, đây là nhân vật là gì? Đây là cái nhân vật này có tên là động vật, đúng nào, động vật nhé. Chúng ta kiểm tra rồi soát này, đang ở đây này. Đấy, đây là con gì? Đây con khỉ này, đây là con mèo này, có tên không? Có tên là mèo đấy nhé, mèo này có tên là mèo. Con ngựa này, khi tôi tìm cái này các bạn thấy là tôi lấy trên mạng thôi, nhưng mà các bạn thấy các con vật nó không quá bé, không quá to, không quá lệch nhau. Chứ nếu một con vật này mà con to quá, con bé quá thì lại không hay. Nó vẫn phải hơi bằng nhau về diện tích để chúng ta dễ làm việc nhé. Đây là con thỏ này, cá mập này, đây là con voi này, đây là con sư tử này, đây là con chuột này, đây là con hươu cao cổ này, đúng không? Đây là con lợn này,
Đây là con vịt này. Đó. Gà trống này. Đấy, con này là con vẹt này. Đấy, thấy không nào? Đó. Như vậy hiện nay tôi đã tìm được cho con này là 26 con vật đây rồi. Thì cũng là khá nhiều rồi, nhưng mà các bạn có thể về nhà, các bạn có thể tìm hiểu thêm, có thể bổ sung vào đây nữa. Cho nó hay, càng nhiều thì càng hay. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái đây là tôi đã tìm cho các bạn sẵn rồi là 26 âm thanh kèm theo. Đấy, cái này là mất rất công lên mạng tìm. Nếu các bạn mà tài giỏi, các bạn có thể tự thu âm thanh giống con vật đó được. Nhân này nhé, âm thanh này, con khỉ này, nghe thử nhé. Đấy. Con mèo này, con ngựa này, đấy, chó này, thỏ này, cá mập này. Sư tử này, chuột này, hươu cao cổ này, con gì đấy, lợn, đấy, vịt này, gà trống này, vẹt này, bò này, gà mái này, tê giác này, cá sấu này, con gì đây, con rắn, lạc đà, chó sói, gấu trúc, con báo, đà điểu, cá heo, con gấu bình thường. Đấy. Như vậy là chúng ta đã có một cái bộ dữ liệu tương đối là hay, đầy đủ, là vừa có hình ảnh con vật, đúng không? Lại vừa có âm thanh nữa. Nhưng mà con vật này hiện nay chưa có tên. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải tìm tiếp tên của con vật. Tìm cách nào chúng ta có thể nhập trực tiếp thôi. Như đây các bạn xem này. Tôi có làm như sau là tôi có thể tôi sẽ lại hình ảnh của nó nhé. Đây này. Đó. Khỉ là 1 nhé. Mèo là 2, ngựa là 3. Chúng ta sẽ tạo một cái list, một cái dãy, chúng ta nhập trực tiếp con vật này vào. Nhập vào trên máy tính thôi nhé. Như vậy là phải nhập bằng tên, chúng ta dùng tên của nó để chúng ta làm ra các cái câu hỏi khác nhau. Như vậy là một cái bộ danh sách dữ liệu, bộ danh sách thành viên này gồm có như sau này. 1 là tên con vật bằng chữ nhé. 2 là hình ảnh con vật. 3 là âm thanh. Đó. Thì bây giờ tôi như vậy, tôi bây giờ chúng ta cùng nhau như vậy là cái bài toán bắt đầu là như sau nhất đây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hôm nay chúng ta cùng nhau thiết kế các kịch bản đây nhé. Bài hôm nay này, tức là cái yêu cầu của hôm nay nhé, bài hôm nay nhé. Bài hôm nay này. Chúng ta cần sưu tầm, cần tạo ra một cái bộ tài nguyên, bộ dữ liệu tài nguyên đi, bộ dữ liệu tài nguyên là đặt tên là động vật đi, động vật nhé. Đấy. Gồm có này, 1 là tên con vật, tên, 2 là hình ảnh con vật, 2 là hình ảnh, đúng không? Hình ảnh nhé, và ba là âm thanh con vật. Đấy. Hình ảnh chúng ta đưa vào cái gọi là cái chúng ta đưa vào trong phần mềm như là một cái gì như là một cái trang phục của đưa vào thành cái trang phục thôi, dạy cái trang phục nó vào chính xác nhé. Âm thanh chúng đưa vào cái âm thanh lên, dạy cái âm thanh của con vật. Còn tên chúng ta đưa vào một cái mảng hay là một cái list trong này là một cái list, một cái dãy, đúng không? Một cái dãy tên. Đấy. Được chưa? Thế cái làm như sau này, bây giờ chúng ta làm thử này, sau dựa trên cái bộ tài nguyên này, chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế ra kịch bản từ đơn giản đến phức tạp.
Các bạn có về các bạn có thể đi xem tìm hiểu trong cái bộ cuốn sách mà tôi viết ấy. Các bạn theo tôi các bạn nên nên sau buổi nào các bạn nên mua cuốn sách đó, nó rất là mỏng, nó rất là rẻ tiền. Các bạn nên mua đó và các bạn nên mở ra và xem thì cái bộ rượu này này là cái bộ ứng với cái bốn cái chương trình phần mềm cuối cùng của cuốn sách đó. Nhưng mà trong trong phần mềm trong cuốn sách đó thì nó hơi phức tạp, chứ các bạn sẽ tìm hiểu sau, các bạn cứ nên nên tìm hiểu trước đi. Còn hôm nay chúng ta sẽ hôm nay và buổi sau hay gì đó, hay là trong quá trình làm, chúng ta sẽ làm ra những cái phần mềm đơn giản trước đã. Nguyên tắc của chúng ta là từ đơn giản đến phức tạp, không làm phức tạp vội, chúng ta làm đơn giản trước nhé. Thì việc đầu tiên là chúng ta phải nhập tên. Như vậy là cái bộ bộ rượu này là bộ rượu của động vật thì nó có là các con vật đánh số nhé, số là 1, 2, 3 vân vân, là N, có thể là N nên là bất kỳ. Hiện nay N chúng ta đang là 26. Chúng ta có thể nhập thêm, gồm có là một là gồm có tên là một này, tên nhân vật nhé, tên này, nó là trang phục này. Trang phục này và âm thanh, đúng không nào? Nó phải hoàn toàn khớp với nhau nhé. Trang phục là âm thanh là có rồi, hiện nay là đang không có tên, bây giờ chúng ta phải nhập tên vào đây nhé. Đây bây giờ chúng ta làm sao, chúng ta tạo một cái list tên là động vật. Đây chúng ta vào code nhé, chúng ta vào variable ở đây này, và chúng ta tạo một cái list, make a list nhé. Đấy, chúng ta bấm vào đây này và chúng ta nhập cái tên là động vật chẳng hạn. Động vật nhé. Động vật. Được chưa? Thế nào đây này. Và bây giờ chúng ta sẽ nhập chính xác tên. Chúng ta phải nhập chính xác tên con vật giống như là tên ở đây. Đây này, đây là khỉ nhé. Đấy. Chúng ta bấm cộng, chúng ta nhập đầu tiên, chúng ta nhập đầu tiên vào đây này là khỉ khỉ đó. Enter. Như con thứ hai là con mèo, chúng ta nhập chính xác theo tên con mèo ở bên kia đó. Các bạn nhập đủ là 26 tên, được chưa? Đấy. Nhưng mà đây tôi nói thêm một chút nữa là ở đây nó ở cái vật này nó có một, ở đây chúng ta bấm chuột phải nó có cái hai cái lệnh là import và export. Đấy. Cái hay của thằng này là nó cho phép chúng ta có thể là nhập ở bên ngoài, chúng ta đưa vào đỡ phải nhập bằng ở đây cũng được. Để tôi cho bạn xem nhé, thì ở trên máy tính của tôi đã có sẵn cái file rồi, tôi cho các bạn xem thôi nhé. Đây này, hiện nay tôi đã có sẵn cái tệp này rồi và các bạn có thể sử dụng đây nhé. Ở đây tôi đã có sẵn cái tệp này, đây này, cái tệp này là tên là động vật chấm txt nhé. Tôi làm sẵn này, nhất là khỉ mèo chó đã nhập sẵn trên máy tính rồi đó, đủ là 26 con đấy. Đấy. Và chúng ta có thể nhập từ bàn phím, nhập vào một cái file text thuần túy thôi, đuôi nó là txt nhé, đó, và chúng ta nhập theo đúng tự trên màn hình, thì sau đó chúng ta nhập file như sau, đây, bài này nhé. Bây giờ chúng ta ở đây là chúng ta xóa cái này, xóa xóa, chúng ta bấm chuột phải và chọn chức năng là import, import, sau đó chúng ta nhập cái động vật này vào, đấy, đấy nó vào ngay lập tức nhé. Như vậy là chúng ta có thể nhập ở bên ngoài, chúng ta chuyển vào đây. Như vậy ở đây chúng ta nhập xong là 26 tên, hoàn toàn trùng với tên của cái vật ở đây nhé. Ngoài ra trên màn hình tôi ở trên máy tính của tôi còn làm tạo thêm một cái tên thứ hai. Cái tên này là tên là chữ thường ở đâu là không viết hoa. Tôi muốn sau này hiện ra cho nó hay hơn nữa, tôi sẽ tạo ra một cái file mới. Một cái dữ liệu mới thứ hai đặt tên là đặt tên là C, chữ viết hoa C, animal nhé, C animal là cái sách tên của con vật này nhưng mà là viết hoa đây, animal đây nhé, là C animal này, đây này đó, thì trên máy tính tôi có sẵn rồi này. Để giờ tôi xem những cái, tôi có file thứ hai là cái file này là cũng như vậy thôi, nhưng mà chữ khỉ chữ mèo là viết hoa. Để cần nhất sau này tôi sẽ đưa vào các cái cần dùng sau này, chúng ta đưa vào các câu hỏi thì nó có chữ hoa nó hay hơn nhé. Rồi bây giờ tôi đang sửa sau, chúng ta tạo ra một cái C animal nhé, tôi đặt tên cho nó hay, C animal tôi viết thế này cho hay hơn, rename nhé, C này chấm đi animal cho nó dễ hình dung nhé. Đó, C animal là viết tên con vật là viết với chữ hoa đó,
mà chúng ta bấm chuột phải, chúng ta bấm nút này import, chúng ta chọn cái file là file này. Đấy, file này tôi có lần làm sẵn rồi đó. Như vậy đáng lẽ chúng ta phải nhập trên bằng tay, chúng ta nhập bên ngoài vào cũng được như này, được chưa? Như vậy ở đây chúng ta đã nhập xong được cái làm xong bộ dữ liệu của chúng ta, gồm có là gì, một nhân vật chúng ta như tên động vật đây, gồm có là 26 cái hình ảnh và 26 âm thanh tương ứng của con vật đó. Ngoài ra tôi đã tạo ra được hai cái bảng, hai cái dữ liệu, hai cái tên, hai cái danh sách. Một là tên con vật theo đúng tên của nó ở trong chương trình, hai là tên nhưng mà viết hoa để sau này cần thiết dùng làm việc khác. Tôi có hai, một cái là động vật, một cái là hai là C animal nhé, được chưa? Đấy, như vậy tới đây là chúng ta coi như là chúng ta làm vừa mới làm xong là một cái bộ tài nguyên. Nhắc lại rằng là để làm bộ tài nguyên là rất rất phức tạp, rất khó nhé các bạn nhé, nên đòi hỏi rất cần cù chăm chỉ, làm phần mềm không thể làm nhanh như đâu. Cái này cái tư tưởng này là khác hẳn cái tưởng đi thi đấu, mà cái này tin học trẻ vẫn cho các bạn thi đấu là làm thật nhanh, càng nhanh làm trong một vài phút vài giây là phải xong ấy không. Nhưng mà cái tư tưởng là phần mềm nó khác hẳn luôn, là làm càng chậm càng tốt, càng dữ liệu càng càng nhiều càng tốt, mà không cần thiết phải có cái deadline về thời gian nhé. Khi mà chúng ta chuẩn bị một cái đề tài thì đó, chúng ta có thể có một vài ngày, một vài tháng chúng ta chuẩn bị, chứ chúng ta cứ yên tâm, cứ làm cẩn thận nhé. Rồi, như vậy tới đây là chúng ta làm xong một cái bộ dữ liệu ban đầu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế các cái phần mềm cụ thể nhé. Bây giờ phần mềm rất nhiều cái bản khác nhau. Bây giờ tôi cho cùng các bạn tôi ra một cái bản đơn giản nhất nhé. Đây, bây giờ chúng ta cùng nhau thiết kế cái bộ dữ liệu chúng ta có rồi. Như vậy là bộ dữ liệu là có rồi đúng không? Đây, cái bộ dữ liệu đây của chúng ta đây nhé. Cái bộ dữ liệu chúng ta là còn là có rồi. Cái bộ dữ liệu của chúng ta chính là cái bộ dữ liệu là danh sách các con vật cộng với cả hình ảnh và âm thanh và tên con vật. Đấy. Hiện nay anh đều chúng ta bằng 26, tôi đã có sẵn rồi. Đây, thì các bạn muốn hay nữa, các bạn có thể về nhà các bạn bổ sung thêm, nó thành như là 30 con vật hay là 40, 50 thì càng tốt. Chúng ta chú ý nhé. Đấy, thì đây là việc của chúng ta là chúng ta tạo ra cái bộ dữ liệu này. Và chúng ta làm phần mềm thì khi chúng ta tăng cái bộ dữ liệu lên thì nó không cần phải lập trình lại, dùng nó thôi, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau thiết kế kịch bản. Bây giờ chúng ta làm phần mềm đầu tiên nhé. Đây, phần mềm đầu tiên này chúng ta làm phần mềm một nhé. Thì phần mềm 1 là gì? Thì là đúng ra là phần 1 là phần mềm là cho học sinh lớp 3 chẳng hạn tìm hiểu nhanh con vật. Và là phần mềm 1 là thiết kế là như sau nhé. Là trên mình là có một giáo viên xuất hiện và liên tục hỏi học sinh như sau. Hỏi là học sinh là đây là con gì? Nhé. Em sẽ trả lời. Và đồng thời khi mà cô giáo hỏi như vậy thì đồng thời là trên màn hình hiện ra cái con vật đó. Hiện ra con vật đó. Được chưa? Em sẽ trả lời tên người dùng đấy. Trả xong ấn enter thì cô giáo sẽ báo ngay, cô giáo thông báo là gì, hoặc là đúng rồi, em giỏi quá. Nếu mà đúng rồi, em giỏi quá. Hoặc là nếu sai, cô bảo nó là em sai rồi, cố gắng nhé. Và cô giáo sẽ chuyển sang câu hỏi tiếp theo.
được chưa? Đó, nó thêm một ý nghĩa là thêm một cái bản là thêm một cái điều kiện cho đây này, là nếu trả lời đúng, là 1 điểm, trả lời sai 0 điểm. Trên màn hình sẽ hiện ra cái thông số điểm nhé. Và thêm điều kiện nữa là các câu hỏi này sẽ được hỏi liên tục cho đến khi thời gian sẽ dừng, khi nào dừng là sau một phút chương trình sẽ dừng sau 60 giây. Khi dừng thì giáo viên nói là chúc mừng em đã hoàn thành. Đấy, nói thêm một ý nữa nhé, nhưng mà chúng ta số lượng câu hỏi là không là không quan trọng. Chương trình cứ tự động sinh câu hỏi nhé. Chương trình sẽ dừng sau 60 giây. Sau 60 giây và giáo viên thông báo. Này, giáo viên thông báo. Thông báo là chúc mừng em đã hoàn thành. Thế thôi. Và sau đó dừng lại luôn, sốt tất cả lại, không dậy được nữa. Nhưng mà tất nhiên có thêm một ý điều kiện nữa là các câu hỏi của học sinh này, các con vật này là phải sinh một cách ngẫu nhiên. Các câu hỏi là phải sinh ngẫu nhiên, con vật sinh ngẫu nhiên, không được phép là trùng nhau, sinh ngẫu nhiên. Các con vật từ danh sách. Đấy. Thì đây là cái em, đây chính là cái bảng của chúng ta nhé. Các bạn hình dung chưa nào? Được chưa? Tôi nhắc lại nhé, cái bản này. Chứ mình hiện một giáo viên, và giáo viên này sẽ liên tục hỏi. Tức là bắt đầu cô giáo viên còn nói một câu là xin chào các em, bây giờ chúng ta chuẩn bị làm chương trình kiểm tra kiến thức về các con vật. Xong sau đó thì liên tục cô hỏi đây là con gì? Xong chúng ta trên mình hiện ra con vật đó, chúng ta gõ enter, cô giáo nói là đúng rồi, em giỏi quá, xong còn tiếp theo, hoặc là em sai mất rồi, cố gắng nhé. Thì cứ làm sai thì không điểm, còn làm đúng thì được 1 điểm. Và cứ như vậy liên tục các câu hỏi như vậy cho đến khi mà sau 60 giây thì dừng lại, thì ai điểm cao nhất thì coi như là người thắng, đúng không nào? Nhưng mà chú ý một điều nữa là khi kết thúc giáo viên phải nói là gì, là chúc mừng em đã hoàn thành, có thể thêm một câu là chúc em đã hoàn thành bài kiểm tra kiến thức. Em đạt, ví dụ như đạt là 20 điểm, em đạt là 30 điểm, ví dụ như vậy nhé. Rồi, các câu hỏi phải sinh là ngẫu nhiên, không để là gì, không có chuyện lần lượt, thì học sinh nó biết đáp án mất, mà nó không hay nữa. Câu hỏi các vật phải sinh ra một cách là ngẫu nhiên từ 26 con đó, được chưa nào? Nhưng mà cái bài này là cái bài là đây là dạng cái bài tập, mà thì là cái chương trình là phần mềm là đơn giản nhất có thể nhé. Thì như vậy là như sau này chúng ta cùng nhau chú ý nhé. Như vậy là gì? Như vậy là trên màn hình của chúng ta phải có cô giáo ở đây. Cô giáo là người đứng đây, đúng không nào? Đấy, cô giáo hỏi ra ở đây. Đấy. Chứ mình hiện ra con vật ở đây. Con vật nghĩa là con mèo, con chó chẳng hạn. Xem cô giáo mới hỏi chúng ta trả lời ở đây, đúng không nào? Đấy, chúng ta trả lời ở đây, cô giáo nói ở đây. Đấy, trên này là điểm số đây. Đấy, được chưa? Đấy, và liên tục như vậy. Và bên đây là không cần nói gì cả, cứ không cần hiện thời gian đâu. Cứ sau 66 giây thì dừng lại, cô giáo dừng lại, và tất cả là stop hết lại. Được chưa? Như vậy bài này là khá đơn giản, đúng không nào? Bài này là khá đơn giản. Chúng ta phân tích một chút nhé. Như vậy giáo viên là cái người mà sinh cái ra câu hỏi. Thì mỗi lần ra câu hỏi thì con vật này nó phải là ngẫu nhiên. Đó. Suy ra con vật này là chúng ta phải lấy ngẫu nhiên từ cái dãy của chúng ta, và chúng ta sẽ phải tạo ra được một cái biến để mô tả thứ tự con vật được sinh ra một cách là ngẫu nhiên. Thì tôi dùng cái từ là STT là chỉ thứ tự con vật nhé, mà được sinh ra, thì cái này nó là ngẫu nhiên đó. Và giáo viên sẽ là cái người mà
hỏi liên tục như vậy nhé. Và khi kết thúc lại thì khi kết thúc lại khi mà kết thúc ấy thì giáo viên sẽ thông báo và con vật này sẽ biến mất nhé. Khi bắt đầu vào là bắt đầu vào là bắt đầu luôn chương trình. Thế nhé. Đây là một chương trình rất đơn giản, biết tôi cùng làm với các bạn nhé. Và các bạn xem tôi làm và các bạn sẽ và làm xong rồi thì chúng ta sẽ mở rộng ra thành những cái bài khác. Mà các bạn có thể về nhà làm tiếp những cái kịch bản như này, nhưng mà chúng ta mở rộng sang kịch bản 2, kịch bản 3, kịch bản 4. Vẫn là cái bài này là đích của chúng ta là kiểm tra kiến thức của học sinh về các con vật. Với cái bài này là cái bài mà chúng ta có thể chúng ta thêm được cái này nữa, chúng ta thêm các cái điều kiện sau nhé. Bây giờ tôi cùng nhau làm các bạn này. Đây nhé, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phải bổ sung vào đây thêm một nhân vật nữa là cô giáo. Đây. Cô giáo sẽ là người đứng ở đây. Góc này đấy, là người hỏi đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ lập trình cho cả cô giáo, cả học cả ấy nhé. Đây này. Bây giờ chúng ta tạo ra này, đầu tiên chúng ta tạo ra cần có cái biến là STT là cái biến mô tả cái số thứ tự của con vật mà cô giáo muốn lấy ra để làm bài cho học sinh. Vậy thì cái số đèn nó sẽ liên tục được tạo ra mà nó lấy ngẫu nhiên. Thứ hai là chúng ta cần thêm một cái thông số nữa là score, là mô tả cái gì? Mô tả cái điểm số của học sinh đó. Được chưa? Nằm ở đây. Ôi, cái này để bên này cho nó còn lẫn. Đấy, những bên này là score điểm nhá. Giáo viên ở đây nhá. Đó, rồi. Score luôn hiện ra này. Bây giờ tôi làm thêm một cái thông tin nữa để mô tả cái thời gian time. Đấy, để tôi làm cái thời gian. Thời gian này tôi không hiện ra trên màn hình. Đấy. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mà thôi được, tôi thêm một cái biến nữa để mô tả cái thông tin mà người dùng nhập vào đấy. Đấy nhé. Thì tôi tạo ra một cái thông tin là input chẳng hạn. Cái thông tin này là để nhận cái thông tin người dùng nhập vào. Người dùng nhập là con khỉ, con mèo, con chó gì đấy. Giáo viên sẽ phải so sánh nó với cái tên của con vật nhé. Đấy. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau làm này. Bây giờ tôi cho giáo viên trước nhé. Đây giáo viên đây. Thôi à. Được. Ban đầu đây nhé. Đây thôi được. À, tôi lập trình cho con vật trước này. Tôi là con vật nằm để ở giữa màn hình cho đẹp nhé. Đây. Con vật trước nhé. Đây này. Con vật nhé. Đầu tiên tất cả chúng tôi đều cho chúng hiện ra ở giữa màn hình. Được chưa? Và như này. Khi bắt đầu chơi thì chúng ta để con vật là ẩn đi. Khi cô giáo mà bắt đầu hỏi thì nó mới hiện ra. Khi mà làm xong thì cũng ẩn đi. Đây này, bây giờ tôi cho nó ẩn đi nhé. Tôi vào lúc này, vào tôi ẩn đi. Hai. Được chưa? Rồi, thế bây giờ như này nhé. Đây. Như vậy là bắt đầu là như này thôi. Bây giờ tôi sẽ lập trình cho cô giáo này. Đây, cô giáo nhé. Đây, khi bắt đầu nhé. Khi bắt đầu thì cô giáo sẽ thông báo một cái dòng trong 2 giây. Đây, thông báo một cái dòng là xin chào các em nhé. Xin chào các em. Các em chuẩn bị làm bài kiểm tra kiến thức các con vật. Ví dụ thế nhé, chúng ta có thể chỉnh các con vật. Được chưa? Đấy. Và sau 2 giây thì là bắt đầu. Thì sau 2 giây thì để cho hay ho, sau 2 giây thì chúng ta sẽ có một thông điệp thông báo là bắt đầu chương trình. Thì chúng ta sẽ gửi đến một thông điệp nhé. Chúng ta vào cái lệnh này và chúng ta sẽ gửi một thông điệp. Đây. Thông điệp là bắt đầu. Đấy. Gửi thông điệp nhé là bắt đầu. Thì khi bắt đầu chơi này thì bắt đầu mới tính thời gian. Được chưa? Đó. Bây giờ chúng ta làm tiếp nhé. Lùn niệm được không sao được. Khi mà chúng ta vào chơi nhé thì chúng ta đặt cái tham số là ở đây này. Cô giáo đặt tham số là đây. Là score thì bằng 0. Đấy, tôi để ở trên này nhé. Score bằng 0. Và cái thời gian bằng 0. Time bằng 0. Rồi. Thế bây giờ tôi bắt đầu mô tả cái bắt đầu rồi nhé. Khi bắt đầu nhé thì như sau này. Khi bắt đầu thì các con vật này sẽ hiện ra. Sẽ làm này nhé. Để tôi lần sau khi bắt đầu này. À.
khi bắt đầu nhá thì đây con vật đấy nhá, con vật này thì khi nhận được thông điệp là bắt đầu, đây bắt đầu nhá, thì nó sẽ hiện ra này, nó show được chưa. Rồi thì bây giờ tôi làm tiếp tục nhá. Đây sang trên cô giáo nhá. Khi mà nhận thông điệp bắt đầu thì cô giáo bắt đầu làm, cô giáo bắt đầu vì đây thì cô giáo bắt đầu thì cô giáo sẽ làm hai việc thôi, tôi để thưa ta bắt đầu để cho sân khấu làm cái nơi mà để sân khấu đi, sân khấu làm cái nơi mà sân khấu sẽ làm cái nơi mà thiết lập cái thời gian chạy được chưa, còn có giáo viên chỉ là người ấy thôi, nên tôi là lập trình cho sân khấu này, sân khấu nhé. Thì tôi để cho bên thôi, tôi để cái thời gian này, cái thời gian score này tôi để cho bên thôi được không sao, cái thời gian này tôi để thời gian này tôi để sang bên này bỏ đi chỉ này thôi đó. Còn đây nhé, đó time này, khi mà bắt đầu thì là như thế này. Khi mà bắt đầu chương trình nhé, còn khi mà bắt đầu và khi mà nhận thông điệp bắt đầu thì cái sân khấu bắt đầu đếm này, thì như sau này, sân khấu nhé, sân khấu sẽ làm sao, sân khấu sẽ lập tức là gì, sân khấu sẽ lập tức là liên tục repeat until đúng không, này repeat until liên tục mà như sau, liên tục là đếm thời gian bằng cái lệnh sau đây, bằng lệnh là wait 1 giây. Đấy. Và sau đó là sau 1 giây chúng ta tăng cái thời gian lên 1 đơn vị, trên thời gian là 71 đơn vị. Đấy. Hoặc nếu các bạn thích các bạn có để ở đây là wait 0.5 giây thì ở đây là tăng lên 0.5 để theo nó chạy nhanh hơn thôi, vẫn tổng cộng vẫn là thay theo giây. Until khi mà cái time nó bằng 60. Đấy, time bằng 60. Đây. Đấy. Để vào đây nhá. Và đặt cái thông số thời gian là time mà là bằng 60. Đấy, bằng 60. Được chưa? Đấy. Khi mà chạy xong cái này thì là thông báo kết thúc thôi, thì là chúng ta sẽ gửi một thông điệp là finish nhé. Đây. Thì gửi một thông điệp tiếp theo tôi gửi sau. Thông báo một thông điệp là kết thúc ở đây nhé. Kết thúc. Rất đơn giản thôi, nhưng có đủ hết cả các bài bản, đủ hết tất cả những cái phần liên quan đến gửi thông điệp. Kết thúc. Đó. Vậy sân khấu là người ra kết thúc nhé, bị sang giáo viên này. Khi mà gửi nhận kết thúc ấy thì là một con vật nó sẽ ẩn đi, bấm vào đây nhé, đây này. Khi nhận thông điệp là kết thúc nhé, kết thúc thì nó sẽ ẩn đi, nhân vật nó sẽ ẩn đi nhé, bị sang bên này này. Rồi khi mà giáo viên mà nhận thông điệp là bắt đầu thì giáo viên sẽ lập tức là hỏi nhé, bắt đầu thì làm như sau này, giáo viên sẽ liên tục làm như sau đây, đây nhé, đây giáo viên sẽ liên tục ra câu hỏi và hỏi và cái đây tôi giáo viên sẽ repeat until cái gì, until kia ẩn thiên kia cái thời gian là bằng 60 thì dừng lại, tất cả dừng lại 60 dừng lại 60 nhé, như vậy sẽ đúng 60 giây sau thì sẽ dừng lại. Thì tôi liên tục là hỏi như sau này, chúng ta chú ý bắt đầu khó này, giáo viên sẽ phải chọn một con vật là ngẫu nhiên hiện trên màn hình đó, thì như sau này giáo viên làm như sau nhé. Đây giáo viên sẽ đây giáo viên sẽ sinh ngẫu nhiên, đây giáo viên sẽ đặt kia STT, đặt ST là một cái số ngẫu nhiên nhé. Đây. Một cái số ngẫu nhiên từ 1 đến 26. Cụ thể hơn là từ 1 cho đến gì? Để tổng quát đấy, là từ 1 cho đến cái độ dài của cái dãy này.
của cái dãy là động vật này, vật là một dãy đúng không? Thì nó cái hàm là cái hàm là hàm length này, đây là cái hàm tính độ dài của cái dãy đó nhé. Thì đây thì đây nó là cái ST chính là một cái số ngẫu nhiên từ 1 đến độ dài của cái dãy này hay là động vật đi. Thấy con nào các bạn thấy như vậy nhé. Nó để 26, để 26 nó vẫn đúng thôi, nhưng mà mai kia các bạn có thể tăng bổ sung nhân vật vào cái bộ tài nguyên này thì sao? Đấy, thì lúc này chúng ta không phải lập chủ đề nữa, chúng ta để nguyên thì nó tổng quát hơn, để là length, một two length của động vật. Thì như vậy là nó sẽ không phụ thuộc vào cái việc độ dài của động vật nữa nhé. Đấy. Giáo viên sẽ xin như này và giáo viên sẽ hỏi đây là con gì, giáo viên sẽ hỏi và chúng ta trả lời. Giáo viên sẽ vào chúng ta giáo viên dùng lệnh này để hỏi này, đây là con gì đúng không, đây là con gì, đây là con gì nhé. Và khi mà học sinh trả lời xong rồi, giáo viên mới so sánh. Vì em trả lời như sau này là nếu mà cái tên động vật đó mà trùng với tên mà chúng ta biết đó thì sẽ nói là đúng, còn không nói sai nữa, yêu nữa nữa. Theo cái chúng ta nhớ lại cái kịch bản nhé, kịch bản đây này, sai đúng được 1 điểm, sai 0 điểm. Giáo viên sẽ báo là gì, thông báo là gì, là đúng rồi em giỏi quá, hoặc là em sai mất rồi cố gắng nhé, được chưa? Đây để chúng ta cùng nhau lập trình chỗ này nhé. Em trả lời này, sau giáo viên sẽ gì đây, sau giáo viên sẽ kiểm tra và ấy luôn này. Giáo viên khi mà trả lời thì giáo viên sẽ nhập cái thông tin của học sinh vào cái thông tin input như này. Input là nhập vào cái lời cái học sinh nhập vào qua cái biến answer và đưa vào cái input đây. Sau đó giáo viên sẽ kiểm tra luôn đây nhá. Giáo viên sẽ kiểm tra đây. Nếu đúng không nào? Bây giờ nếu nhá. Đây, nếu như sau này, nếu mà input mà bằng đây. Nhá. Nếu mà cái input của chúng ta đó, đây, học sinh nhập vào này, input bằng cái tên của cái con vật đó, đây, tức con vật là cái động vật đây đúng không nào? Nên nó có lệnh là dùng tên đây nhé. Input mà bằng tên đây có cái lệnh là lấy ra thông tin, đây cái lệnh là lấy ra thông tin con vật đó này, đó, động vật nhé, phân tử thứ STT nhé, đó, STT là cái thứ tự mà học sinh giáo viên muốn hỏi đấy, thì chúng ta phải đưa cái ST này vào đây. Đây là cái lệnh là lấy ra cái số thứ tự, lấy ra cái thông tin thứ tự, thông tin với cái số tự là STT của cái dãy động vật. Thì nếu mà input này mà trùng với cái tên động vật thì là đúng, nó không thể là sai đúng không nào? Thì giáo viên sẽ nói đúng rồi, đây, giáo viên sẽ thông báo đúng rồi. Kiểm tra lại là gì? Đúng rồi, em giỏi quá đúng không? Đây. Giáo viên sẽ nói như sau. Đây. Đúng rồi, em giỏi quá. Đúng rồi, em giỏi lắm. Em giỏi lắm nhé. Đấy, và trong 1 giây thôi cho nhanh. Còn nếu không thì thông báo bên nói là em sai rồi, cố gắng lên, được không? Em sai rồi. Em sai rồi. Cố gắng lên. Và sau 1 giây sau lại chuyển sang câu hỏi tiếp theo nhé. Đấy. Ở đây nếu đúng rồi thì chúng ta sẽ tăng cho học sinh điểm nó lên. Chúng ta vào cái chỗ này chúng ta trên cái score của học sinh lên. Trên cái score của học sinh lên. Đó. Lên 1 đơn vị. Còn nếu không thì thôi. Đó. Được chưa? Đó. Và khi kết thúc ấy. Và khi kết thúc thì khi mà hết ở đây thì có giáo viên sẽ thông báo. Thông báo là gì? Là gì? Đây thông báo là em bao nhiêu điểm. Đấy nhá. Thông báo là gì? Chúc mừng em đã hoàn thành. Em được bao nhiêu điểm? Đấy, như thế nhé. Đây thông báo như thế nhé. Chỗ này này, thông báo trong 5 giây chẳng hạn, thông báo. Chúc mừng em đã hoàn thành. Chúc mừng em đã hoàn thành. Em được bao nhiêu điểm? Em được bao nhiêu điểm ạ? Em được. Chỗ này chúng ta phải nối nhá. Chỗ này là chúng ta không đủ nối.
chúng ta phải nối, chúng ta dùng vào chúng ta dụng lệnh nối này, đây phải nối hai cái cơ. Chúc mừng em đạt bao nhiêu điểm, tôi copy cả cái này sang nhé. Chúc mừng em được bao nhiêu điểm, chúng ta đưa cái score này vào đây, em được này điểm. Đấy. Được chưa? Chúng ta đưa cả cái này vào đây. Đấy. Được chưa? Và khi kết thúc đây thì học cái này, con này nó tự động vì lúc bây giờ là sân khấu đã gửi thông điệp là kết thúc rồi, thì nhưng mà chúng ta sẽ tự động sẽ ẩn đi. Đấy. Được chưa? Bên kiểm tra lại đúng không nhá? Bây giờ chúng ta cùng nhau làm này. À chưa xong đâu. À, khi mà cô giáo viên mà hỏi thì con vật này luôn phải hiện ra đúng số tự này. Thì chúng ta làm như sau. Đây, ở đây chúng ta khi bắt đầu này, khi show này, khi show nhá, thì chúng ta chú ý là chúng ta luôn luôn đấy. Chúng ta vào cái vòng lặp là forever, vòng lặp là vĩnh viễn, và luôn luôn là cho con vật này nó mang trang phục cùng với STT. Chúng ta dùng lệnh này. Chúng ta dùng lệnh lux và lệnh là trên switch custom to. Đấy. Chúng ta luôn để con vật đó nó có cái trang phục là đúng là số tự. Đấy. Chúng ta đưa vào đây. Cái này này. Đấy. Được chưa? Đấy, rất đơn giản như vậy thôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra xem đúng không nhất. Đây tôi làm thử chọn xem nhất đây. Chạy thử này. Không to nhìn cho dễ nhé. Nhà các em này, đây là con gì? Bây giờ đây là con chúng ta, con gà trống đúng không nào? Con gà trống này, gà trống nhé. À đây là gà mái, nhầm rồi. Đấy. Đây là con gì đấy anh nhỉ? Quên tên, đây là con gì? Chó, cứ làm thử nhé, hình như không phải chó. Lại sai rồi, ôi, quên mất rồi. À đây là hươu qua cổ, hươu, đúng nhỉ, hươu cao cổ. Hươu cao cổ. Đúng rồi, giỏi lắm. Đây là con gì? Quên mất rồi. Đấy nhá, bìa như chúng ta sẽ cho thêm âm thanh vào cho hay hay một tí nhá. Bìa này. Chúng ta thêm một chút cho hay nhá. Cô giáo viên sẽ nói là đúng rồi, giỏi lắm, chúng ta âm thanh vào đây nhá, cho nó hay nhá. Bìa chúng ta cùng nhau sửa một chút thôi cho nó hay. Bìa chúng ta cho thêm một kịch bản vào đây gì? Kịch bản cho thêm vào là bổ sung thêm âm thanh cho nó hay nhá. Đây. Chúng ta thêm vào đây một chút là gì? bổ sung thêm âm thanh cho hay nhé. Rồi nào cùng nhau làm đây, giáo viên nhé, giáo viên đây, chúng ta thu âm thêm tí thôi. Đây nhé, chúng ta vào đây này, cho thu âm thêm nhé, đây này, thu âm thêm nhé, đây này. Thêm hai câu, một câu là gì, là đúng rồi em giỏi quá và em sai rồi cố gắng nhé. Tôi cho thu âm hai câu đó nhé, cho nó hay nhé. Đây, câu một này, đúng rồi em giỏi quá. Đấy, nghe thử nhé, đúng rồi em giỏi quá. Đấy, như vậy là đây là đúng rồi này, đúng này. Còn câu thứ hai là gì nhỉ? Câu thứ hai là em sai rồi cố gắng nhé nhé, em sai rồi cố gắng nhé. Chúng ta làm câu thứ hai nhé. Đây, em sai rồi cố gắng nhé. Đây, nghe thử nhé, em sai rồi cố gắng nhé. Đấy, chúng ta viết câu đây nhé, là sai nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lập trình một chỗ này này, ở đây nhé, chỗ này này. Nếu mà đúng rồi thì chúng ta đưa thêm đây cái âm thanh đây là đúng rồi vào đây nhá. Đây, start sound là đúng rồi. Đúng. Còn chỗ này là start sound là sai ở đây. Sai. Đấy. Được chưa? Này, chúng ta thử nhá. Chạy thử này. Bắt đầu. Đây là cá voi. Hay mập với những cá voi. Em sai rồi, cố gắng nhé. Quên mất rồi. Đây con lạc đà. Đúng rồi, em giỏi quá. Đấy, con gì? Đấy, con thấy làm nhé, phải được điểm nhé.
sau đến hết giờ thì tự động nó sẽ kết thúc đó. Thế bây giờ tôi hay hơn nữa, tôi muốn là khi mà học sinh mà nói khi học sinh mà đúng rồi đấy, khi mà tôi thêm lên một cái ý rất hay nhé, một cái trong cái chương trình chúng ta này, nếu mà học sinh mà làm đúng ấy thì sau khi cô giáo nói là đúng rồi ấy, thì sau đó là cô giáo sẽ cho cái con vật nó kêu lên một tí, kêu âm thanh lên một tí cho nó hay nhé. Đấy thì làm như sau này, cô giáo sẽ cho nó kêu một tí, thì ở đây nhé, để chúng ta để cho sửa một chút, chúng ta cho cái này lên đây nhé. Đấy. Và ở đây này, sau khi mà đúng rồi em giỏi lắm nhé, sau một giây nhé, thì chúng ta sẽ thêm vào đây một cái thông tin để cho con vật nó kêu. Đây, play sound until done, tức là cho vào đây, cho vào nó kêu. Nó kêu lên đúng rồi, rồi nó kêu lên cho đến khi dừng lại thì nó quay lại và trên chúng ta sử dụng cho chúng ta cho con STD vào như vậy, thật đúng cái kêu đúng cái tên của con vật luôn, âm thanh con vật luôn. Đấy, rất là hay nhé. Đó. Biết tôi bật lên để tôi kiểm tra con vật là tên là gì, tôi mới không quên sửa mất rồi. Đấy, vật đây nhé, để chạy thử này. Đấy, cũng khó nhưng không dễ đâu nhé. Đây, cái này con chuột thì dễ này, chuột này. Chuột. Đúng rồi, em giỏi quá. Em sai rồi, cố gắng nhé. Ôi chết rồi, bị sai chưa nào rồi. À, chỗ này chúng ta bị lỗi rồi đấy nhá. Được cái đấy vào là bị lỗi đấy. Chúng ta cùng nhau kiểm tra xem lỗi chỗ nào nhé. Ta thử nhé, con vẹt này. Vòng sang cái phần tiếp theo rồi đấy. Con vẹt nhé, bị lỗi đấy. Đúng rồi, em giỏi quá. Để tôi kiểm tra lỗi chỗ nào nhé. Các bạn đợi tôi một chút này. Vừa rồi là thêm cái này vào là nó bị lỗi. Đưa thêm cái này vào là nó bị lỗi. Kiểm tra xem sao lại thế nhé. Tôi bỏ ra nhưng tôi sau những cái về cái này tôi về nhà cho các bạn tìm hiểu xem sau nhé. Thôi cái này về nhà các bạn tìm hiểu sau. Bây giờ tôi đọc thêm một chút nữa này, vì là học sinh có thể gõ nó, cũng có thể gõ là chuột hay là con chuột cũng được. Mình làm thế nào để mà học sinh gõ là chuột cũng đúng, con chuột cũng đúng thì làm thế nào đấy. Thì bây giờ tôi đọc thêm một chút nữa thôi để cho nó thấy là để cho hay một chút nhé. Thì là như này, đây học sinh gõ là chuột cũng đúng mà con chuột cũng đúng thì làm thế nào. Chúng ta chú ý là ở trong Python ấy thì ở trong Scratch thì nó không phân biệt chữ hoa chữ thường. Chúng ta làm như sau này để chúng ta làm cho nó hay hơn nhé. Học sinh gõ là gấu cũng đúng, con gấu cũng đúng thì làm thế nào. Đó thì làm như sau này, đây thì chúng ta xoay như đây nhá. Đây này, nếu này, đây chúng ta cho chữ này này, nếu nhá, thì bây giờ chúng ta phải làm như sau. Chúng ta phải làm là nếu input bằng tên con vật cũng đúng, hoặc là input bằng chữ con cộng con vật cũng được. Con hươu qua cổ cũng đúng mà này hươu cổ cũng đúng, hay là con hay là sư tử cũng đúng mà con sư tử cũng đúng thì làm như sau. Chúng ta phải thay cái này bằng chúng ta cho cái này ra đây đó, và chúng ta sẽ phải thêm vào đây một cái toán tử nữa là o. Đây này, nếu input bằng tên con vật nhé, hoặc là input bằng gì, bằng là con cộng tên con vật vẫn đúng. Để cho thêm vào đây. Đấy. Bằng là con xong copy cái này sang. Đấy. Con có dấu cách ở đây nhé, cho nó dễ, nhưng con có dấu cách được rồi. Chúng ta đi vào đây. Như vậy là gì? Là hoặc là nhập là chuột cũng đúng mà con chuột cũng đúng. Đấy, chúng ta đưa vào đây nhé. Nó mới để bài nó mới hay. Đấy. Ô chứ đâu. Chúng ta đưa cái này vào đây. If. Đấy. Được chưa? Bây giờ như này nhé, bây giờ tôi sửa lại nhé. Đây là con gì này? Đây làm lại nhé cho xem nhé. Đây này. Thử nhé xem đúng không nhá. Đây này, đây là con gì? Đây con báo hay con mèo hay gì? Con mèo. Đúng rồi, em giỏi. Đấy, quá. Đúng nhá.
Đây là con rắn. Con rắn. Đúng rồi, em giỏi quá. Bây giờ tôi sửa lại một chút cái phần mà nếu mà đúng thì tôi sẽ điều khiển cho con vật nó kêu. Làm thế nào? Không dùng đây, dùng cái khác. Đây này. Làm như này nhé. Đây là các bạn cùng nhau cùng tôi nhé. Ở đây này. Nếu đúng này. Ở đây này. Nếu đúng ở đây nhé. Chúng ta sẽ, giáo viên sẽ điều khiển con vật nó kêu. Bằng cách như sau. Bằng cách là giáo viên sẽ gửi một thông điệp. Đấy. Thông điệp là đặt tên là hãy kêu đi, đấy, hãy kêu đi. Và gửi thông điệp này do cho con vật thì nó sẽ kêu chính xác luôn nhé. Đây. Để ở trên cùng đi. Để ở trên cùng. Đó. Thì khi mà giáo viên chúng ta có đúng thì đồng thời con vật được kêu luôn. Chúng ta bấm sang đây nhé. Đây. Thì nếu mà đây, nếu mà nhận được thông điệp là hãy kêu đi thì con vật nó sẽ kêu. Con vật nó sẽ dùng giọng vật, nó sẽ kêu, nó âm thanh đây, nó sẽ phát cái âm thanh là trùng với số thứ tự. Đấy, thì bây giờ đây mới đúng hoàn toàn, nó không bị nhầm nhở ở bên kia nữa. Đấy. Được chưa? Chúng ta thử nhé. Nào, bắt đầu nào. Đấy. Chúng ta gõ lạc đà này. Em sai rồi, cố gắng nhé. Sao không đúng nhỉ? Con voi có đúng không? Đúng rồi, em giỏi quá. Đấy, nó kêu ở đây nhé. Đây là con khỉ này. Con khỉ vẫn đúng này. Chúng ta chú ý là gõ chữ hoa vẫn đúng nhé. Gõ chữ hoa vẫn đúng nhé. Đó. Đúng rồi, em giỏi quá. Đây là con mèo này. Con mèo viết hoa vẫn đúng nhé. Vì nó không phân biệt. Scratch không phân biệt chữ. Đúng rồi, em giỏi quá. Đây là con gà mái. Con gà mái. Đúng rồi, em giỏi quá. Thấy chưa? Đó, như vậy tới đây chúng ta, như vậy tới đây cũng tạm thời chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta cho thêm một cái ý rất là hay nhé, là chúng ta đã bổ sung thêm một thanh cho hay. Tức là khi mà giáo viên hỏi đúng ý, thì đồng thời con vật nó kêu kêu luôn. Đấy, nhé. Này, cho thêm đây, cái bảng này thêm cho hay hay nhé. Là đúng rồi thì cũng là đồng thời con vật cũng kêu luôn. Con vật cũng kêu luôn. Cũng kêu luôn. Đấy. Thì nó rất là hay. Nhưng mà chúng ta vừa hoàn thành xong một chương trình thôi. Mà đây là chương trình là đơn giản nhất nhé. Thì chương trình này về tối nay ngày mai tôi sẽ cho các bạn thêm các kịch bản khác, kịch bản 2, kịch bản 3 các bạn sẽ làm thêm nhé. Để cho nó hay. Để bây giờ chúng ta ghi cái này lại. Hôm nay bây giờ là hết thời gian rồi, chúng ta sẽ không còn đủ thời gian để chúng ta làm thêm phần mềm thứ hai đâu. Bây chúng ta ghi cái này lại đã nhé. Hôm nay là 11 là cái bài đầu tiên đúng không? Bài đầu tiên là tìm hiểu con vật nhé. Tìm hiểu con vật gọi là 1. Đây là cái bản đơn giản nhất đúng không nào? Nhưng mà thấy các bạn thấy cái bài này là cái bài mà khi tôi làm xong cái này rồi nhé. Thì chương trình của chúng ta là nó không phụ thuộc vào số tự của các con vật. Chúng ta có bổ sung thêm nhân vật, bổ sung thêm con vật vào không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà các bạn có thể về nhà các bạn có thể bổ sung thêm các con vật khác cho nó đầy đủ lên. Đấy, như vậy và chúng ta sẽ làm thêm tiếp cái bản khác nhé. Đây bây giờ tôi sẽ em đây. Đúng không? Bây giờ đây tôi ghi là bài tập về nhà nhé. Sau chúng ta cùng nhau làm thì đến bài tập về nhà. Bài tập về nhà vẫn ở dạng là dễ hơn nhé. Bài tập về nhà 1 này là các bạn là đề nghị các bạn cùng nhau là bổ sung thêm tài nguyên để cho nó thành là 30 hoặc là 35 hoặc là 40 con vật cho nó hay. Đấy, nên tôi đề nghị là có thêm cho nó. Còn nếu các bạn vào tìm thêm nữa thì càng tốt. Được chưa? Đó. Đấy. Bây giờ bài tập số 2 là tôi đề nghị là như sau. Đấy. Bài tập số 2 là như thế này. Bài tập số 2 là khó hơn một chút nhé. Thì bài tập số 2 nếu các bạn không làm được thì các bạn làm cho đến buổi hôm sau tôi sẽ có buổi tôi sửa hoặc tôi sẽ cho các bạn làm. Bài tập bổ sung 2 là như sau.
là không phải là làm liên tục cho đến hết là 60 giây, mà chúng ta là gì, là giáo viên sẽ tạo tạo ra đúng 10 câu hỏi thôi, đúng 10 con vật, đúng 10 con vật ngẫu nhiên để sinh câu hỏi thôi. Vẫn là con này là con gì, nhưng mà giáo viên sẽ sinh ra là 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi là 1 điểm. Như vậy em là làm đúng thì được 10 điểm, và hết hết làm hết mình hết 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 10 bài, hết 10 câu thì là kết thúc luôn, được chưa? Nhưng vấn đề là phải chọn ra được 10 con vật là ngẫu nhiên trong số 26 con. Đấy. Phải là ngẫu nhiên nhé, không không được phép là từ đến cuối. Thì bài này là khó hơn này. Bài này là khó hơn nhé. Bài này là khó hơn. Đấy. Bài tập về nhà. Cái bài số 3 thì các bạn làm bài số 3. Bài số 3 là kết hợp giữa bài 1 và bài 2 nhé. Bài số 3 là như sau. Bài số 3 là như sau. Bài số 3 câu hỏi vẫn là ngẫu nhiên, nhưng mà chương trình sẽ kết thúc vẫn giống bài số 3 là giống kịch bản 2, giống kịch bản 2. Nhưng mà như sau, nhưng mà chương trình sẽ kết thúc khi là hoặc là đã làm xong 10 câu. Đã làm xong 10 câu hỏi. Và ý thứ hai là thời gian đã hết. Thời gian 30 giây đã hết. Chỉ phải là 30 giây thôi cho 10 câu, 30 giây đã hết. Như vậy đã học sinh chưa làm xong hết 30 câu, chưa làm hết 10 câu, nhưng mà thời gian hết cũng dừng lại luôn. 30 giây đã hết. Đấy. Nhưng mà cái bản 3 là một phát triển của cái bản 2 nhé. Thì các bạn về nhà làm cái bài này nhé. Đấy. Thì hôm nay cái buổi đầu tiên chúng ta làm quen với nhau, và chúng ta bắt đầu hình dung thế nào là một cái phần mềm là hoàn chỉnh nhé. Phải có đủ ba yếu tố: một là cái bản 2, hai là cái bộ dữ liệu là phải chuẩn, bộ tài nguyên là phải chuẩn, đầy đủ, chính xác, và thứ ba là chúng ta phải có cái kỹ thuật tập trình tốt. Thì bài hôm nay vẫn là bài đơn giản, chưa dùng kỹ thuật gì nhiều đâu. Thì các buổi sau tôi sẽ mở rộng ra và chúng ta sẽ làm thêm cái bản hay hơn nữa nhé, khó hơn nữa. Hôm nay chúng ta nghỉ ở đây thôi nhé. Các bạn ở trên lớp, các bạn trên nhóm, các bạn đây tôi để mở để các bạn tha hồ các bạn hỏi tham hỏi nhau, rồi các bạn cùng nhau trao đổi nhé. Cái việc cái bài này là cái chương trình này là không phải một chiều đâu, tôi không đủ thời gian tôi nói hết tất cả đâu. Các bạn cùng nhau tìm hiểu, cùng nhau làm nhé. Mà các bạn nên mua cuốn sách bằng của tôi viết đấy, cuốn sách mà thiết kế về giáo dục volume 1 đấy, và các bạn mở ra các bạn xem trong đó, và các bạn cùng nhau làm lại cái bài trong đó nhé. Thầy ơi em hỏi một chút ạ. Ừ. Tại vì bé nhà em đợt vừa rồi ấy có thiết kế cái phần mềm là học tiếng Anh. Ừ. Tuy nhiên là con thiết kế thì con bảo mẹ ơi bây giờ trên Scratch này nó không có cái phần thu âm nhận diện cái giọng nói của người dùng để kiểm tra xem người dùng đó đúng hay sai. Thì em không biết là nó vào đâu để làm được cái vấn đề đấy hả thầy? Mình không biết đâu, nó chỉ có thầy biết vì nó chỉ có cái chức năng là nó có cái chức năng là phát âm cái từ tiếng Anh thì có. Vâng, thì là còn kiểm tra mình không thấy. Hoặc là mới quá mình chưa rõ. Mẹ ơi, nó có cái hạn chế là bây giờ con không biết làm thế nào để kiểm tra được là các bạn ý, con muốn là các bạn ý học, nhưng các bạn ý phải nói được để các bạn ý biết rằng là cái phần nói của các bạn ý là đúng hay sai, sai ở chỗ nào. Ra sao thì bạn ấy đang chưa thắc mắc ở cái điểm đấy. Hình như không không có đâu. Hình như chưa có chỗ nào nói nhá. Hỏi thầy được không? Hình chưa có đâu các bạn, chưa có đâu nhá. Để tôi kiểm tra một chút được, chưa có đâu. Hiện nay là toàn bộ cái phần mở rộng của thằng này nó có ít lắm. Để nó chỉ có đấy nhá. Nó chỉ có là text to speech là có âm có từ thì có phát âm ra thì có. Vâng. Đây nó không hề có luôn. Có dịch thì có ạ. Không có, không có, không có. Trên net thì có, nhưng mà cái kia thì lại không. Đơn giản là con bảo con mắc ở cái điểm đấy. Không có, không có. Thì con bảo là có được không? Không có nhá, không có đâu nhá. Vâng. Tức là phải viết chương trình, nó phải đủ để cái bản đủ để lập trình được. Chứ ra cầu nó vượt quá cái bản, vượt quá yêu cầu của phần mềm thì chịu đấy, không làm được nhá.
Dạ Chứ vâng. làm sao mà có thể kiểm tra học sinh mà nói về phần mình trả lời đúng hay không đâu, rất là khó. Cái đó là cực kỳ Đấy, khó tại nhé. vì con bảo con đi thi Không có tỉnh bây nhé. giờ Ừ, hôm nay không có. các thầy bảo con khắc phục cái điểm đấy mà con đang không biết khắc phục kiểu gì mẹ. Cái đó là chịu nhé. Thôi chúng ta Vâng. nghỉ nhé. Có gì các bạn có trao Dạ đổi vâng. ở trên nhóm của mình nhé. Dạ vâng ạ, thầy gửi bài vừa rồi của thầy lên nhóm nhé. Ok, ừ, thế nhé. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Vâng, em chào thầy. Bye, thầy.